đây là Nguyễn giáo trình chủ nghĩa Bác Lenin đó. Bây giờ mày muốn đổi đời, để dạy cho mày thề nhá. Mày một đấy, mày ăn như thế này đấy, một tay này một tay lên thế này, nhìn đây nhìn mày thấy hay là tôi là chó, tôi thề sẽ không ăn khích, hiểu không? Đó. Mày không chịu à, mày ngạc nhiên à? Tao nói mày nghe, bây giờ mày nói không ai tin thì mày phải thề một cái điều mà không ai tin, hiểu chưa? Thì mày sẽ lên làm lãnh đạo, hiểu chưa? Hiểu chưa? Lúc đó người ta sẽ kêu mày là thủ tướng hay là chủ tịch quốc hội hay là chủ tịch nước gì đấy, mày hiểu không? Đấy. Và người ta không ai dám kêu mày bằng chó cả. Người ta sẽ kêu mày bằng cậu đại gia. À, cậu đại, hiểu không? Hoặc là cụ cậu. À, hoặc là cậu đồng chí. À, hiểu chưa? Mày dốt quá, đúng không?